Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 1, phần luyện tập và vận dụng trong 176, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, phụ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Quan sát hình 2 kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng sau và vở. Ở đây cô có bảng thông tin về phạm vi, khí hậu, thực vật và động vật của ba đới khí hậu là đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đới nóng. Đới nóng có phạm vi từ 30 độ Bắc đến 30 độ Nam. Về khí hậu ở đây, tương đối nóng, có nhiệt độ cao. Do điều kiện khí hậu thuận lợi nên thực vật và động vật ở đây vô cùng đa dạng và phong phú. Về thực vật, đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới với nhiều tầng, savan, một số loài động vật như là khỉ, vọc, chim. Tiếp theo là đới ôn hòa. Đới ôn hòa có phạm vi từ 30 độ Bắc đến 60 độ Bắc và 30 độ Nam đến 60 độ Nam. Khí hậu ở đây mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh. Thực vật và động vật cũng rất đa dạng và phong phú. Về thực vật, đặc trưng là các rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng hỗn hợp, thảo nguyên. Về động vật thì có các loài thú lớn như là ngựa vằn, sư tử, voi, vân vân. Cuối cùng là đới lạnh. Đới lạnh có phạm vi từ 60 độ Bắc đến cực Bắc và 60 độ Nam đến cực Nam. Khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt và lạnh giá. Do điều kiện khí hậu nên thực vật và động vật ở đây cũng có giới hạn. Về thực vật, chủ yếu là các loài thấp lùn như là rêu, địa y. Một số loài động vật thích nghi được với khí hậu lạnh như là gấu trắng, chim cánh cụt. Vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong bài tập 1, phần luyện tập và vận dụng trong 176, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.